đồ mua thuốc rồi. Mua đồ mua thuốc, dạ. Và hôm nay khỏe chưa, hát con nghe bài được chưa? Hết hơi. À, ủa cái răng của bà là nó bị rời ra rồi à? Nó lỏng. À, nó, răng nó lỏng. À, dạ. Làm tiền nhiều quá, không có tiền làm, lỏng. À, dạ, dạ. Lỏng nó chút. Và các bạn nhìn này, cái tay của mình và cái chân của cụ đây nhé. Đây, cái tay của mình thì như là còn bự hơn cả cái đùi của cụ nữa. Vì giờ cụ lớn tuổi, cụ này có tới 100 không chị? Hay mấy dạ, chục? Cụ này 97. Cụ 97 tuổi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Có cụ 106, cụ Quy Tiên rồi. Dạ. Dạ. Có cụ 106 thì cụ Quy Tiên rồi. Cụ chiến binh lớn nhất. Dạ. Dạ. Cụ 97. Có 4 cụ 96. 4 cụ 96. 97. Dạ. Dạ. Là cụ này đàn chị. Và cụ này 97. Cụ còn ăn uống có tốt không chị? Ăn hỏi như cụ. Dạ thưa cụ, còn ăn được tốt không? Ăn ngon không? Không. Con đi, cho con cái vòng này nào. Đây này, tháo cho con cái vòng này đi. Cái vòng dạ 10 triệu. À 10 triệu á, trời ơi. Cái vòng này 10 triệu này. 10 triệu. Đây cụ có cái vòng này, cụ nói cái vòng này là 10 triệu nhé. 10 triệu. Thôi bây giờ bán rẻ con 9 triệu được không? À. 9 triệu bán rẻ con. Bà để đeo cho đẹp à? Em cho nó chết. Ủa xong cho con làm của hồi môn cho con. Dám làm. Không dám đâu. Khi cha mẹ còn ở nhân gian thì phần con chẳng hỏi han gì. Lúc cha mẹ lìa xa chân thế, khóc với quỳ cũng chẳng còn mẹ đâu. Lúc cha mẹ còn sống không thương, mặc mẹ cha lầm lũi một mình. Con thì nhiều mà cứ đun đới, ôi thân già biết phải làm sao. Con ra đời mẹ phải chăm lo, mẹ ra đi con chẳng nuôi mẹ. Khi còn mẹ thì chẳng bao hiếu, mất đi rồi chẳng còn mẹ đâu. Ai còn mẹ ở chốn nhân gian, phần làm con phải biết quý trọng. Đừng phụ lòng để cho mẹ khóc, để mẹ buồn hai hàng lệ tuôn rơi. Lúc có tiền đừng có ăn chơi, mà hãy lo phụng dưỡng mẹ già. Ơn sinh thành này chưa bao đáp, để cha mẹ mỗi ngày được vui. Tìm trên thế gian chẳng một ai tốt nhất bằng mẹ. Dù làm gì thì hãy ghi nhớ, nghĩa sinh thành cao nhất cả đời ta. Chốn nhân gian phần làm con phải biết quý trọng. Đừng phụ lòng để cho mẹ khóc, để mẹ buồn hai hàng lệ tuôn rơi. Lúc có tiền đừng có ăn chơi, mà hãy lo phụng dưỡng mẹ già. Ơn sinh thành này chưa bao đáp, để cha mẹ mỗi ngày được vui. Tình trên thế gian chẳng một ai tốt nhất bằng mẹ. Dù làm gì thì hãy ghi nhớ, nghĩa sinh thành cao nhất cả đời ta. Dù làm gì thì hãy ghi nhớ, nghĩa sinh thành.
sao nhớ cả đời ta. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của các cô chú anh chị ở New Zealand chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn ở Việt Nam. Thì thưa quý cô chú anh chị, trước mặt chúng ta đây là một cái phần quà sẽ dành cho các cụ già ở viện dưỡng lão chùa Lâm Quang. Món quà này ngày hôm nay thì gồm có thứ nhất là bánh quy, rồi trà bông, sữa tươi, xúc xích, khăn mặt bông, xà bông, rồi dầu để trị đau nhức, và mỗi người sẽ nhận thêm, mỗi cụ sẽ nhận thêm 50.000 tiền mặt nữa. Thì ở trong chùa thì có cỡ khoảng trên dưới 150 cụ, thì tụi mình sẽ tặng cho mỗi một cụ một phần quà, rồi một phần tiền. Thì món quà này của anh chị Danh Nga và các bạn ở Úc có gửi cái số tiền là 30 triệu để phát cơm và 22 triệu thì để thì số tiền này của các anh chị ở New Zealand có gửi là 30 triệu để phát quà cho các cụ ở chùa Lâm Quang, quận 8. Và cái số tiền trước đó là 22 triệu gửi để nấu cơm thì đã làm hôm 1 tháng 7. Số tiền này của các anh chị là anh chị Danh Nga gửi 500 đô, chị Ẩn Danh 500 đô, anh chị Ba Đăng ủng hộ 300 đô, anh chị Diệu 200 đô, anh chị Mỹ 200 đô, anh chị Toàn cộng Xém 200 đô, anh chị Trung cộng Phúc 200 đô, anh chị Phú cộng Nga 200 đô, anh chị Thế cộng Lan 200 đô, anh chị Cường cộng Lạc 200, anh chị Thủy 200, anh chị Hải 200, anh chị Trường Mai 200, anh chị Tuấn Hồng 300, anh chị Hoàng 200, chị Hà 100, chị Thủy 100. Thì hôm trước cái số tiền 22 triệu đó là Tuấn Dương đã gửi cho các anh chị coi ngày 1 tháng 7, và ngày hôm nay là tiếp tục làm cái chương trình kế tiếp. Thì những cái phần quà này đó là đã được đóng gói vào trong từng những cái bao xốp, thì lát xíu Tuấn Dương sẽ quay một lượt và lên đến trên chùa đó. Thì ngoài cái số tiền mà mua quà thì sẽ dùng để biếu các cụ, rồi sau đó là sẽ cúng dường những cái người mà làm công quả ở trong chùa, bởi vì những cái cô này thì làm không có lương. Thì hôm trước là Tuấn Dương có bàn với anh Danh, thay vì đưa nguyên cả cái số tiền này gửi cho chùa thì đôi khi nhà chùa cũng bận bịu các cái công chuyện nên là có thể là làm cho các cụ nó không có được chu đáo, nên là Tuấn Dương cũng có kết hợp với nhóm cô Kim. Dạ con chào cô. Con chào Tuấn Dương, con Sài Gòn Nay. Dạ. Chào hết tất cả các bác, các cô, các chú, các chị, anh chị trong cái nhóm của anh chị Danh Nga, ở New Zealand. Vâng. New Zealand thì cũng đã là một nhịp cầu nối rất là tốt. Dạ. Tuấn Dương và con Sài Gòn Nay và nhóm Từ Sáng Hoa mình cũng làm nhiều việc ở Việt Nam mình lắm rồi. Dạ. Đỡ cho bà con nghèo. Dạ. Thì Thưa cô, cho con hỏi thăm là ý là mình cũng đã giúp các cụ ở chùa nhiều năm rồi đúng không? Ừ. Dạ, là được mấy năm cô nhớ không? Cô như mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Lúc dạ. Mà chùa còn nghèo lắm, làm tới bây giờ luôn. Dạ. Thì nói chung là hôm nay đúng ra đó là mình sẽ nấu một suất cơm
cho ở đây. Vâng. Nhưng mà do gì ở bên đó có người ta, tức là hôm nay có người cho cơm rồi đúng không? Cho cơm mà ta đem đồ vô đó, thành ra thấy nó thừa quá. Vâng. Thành ra mình sẽ mua thêm những cái này để dành cho mấy cụ ăn. Vâng. À, ví dụ ngày mai không có ai nấu thì sẽ lấy cái phần. Vâng. Tức là nhà chùa thì có cho đồ chay, thì mình tặng các cụ cái này để lúc nào thích thì các cụ ăn đúng không? Ví dụ như ăn cơm chay nhưng mà ăn với xúc xích hoặc ăn với chả bông là các cụ có để xài liền. Nói chung là dạ, đa số là ở trọng các cụ ăn chay ăn mặn thì nhiều. Vâng. Chay thì mình phát thường xuyên, chỉ có hai người chay thôi. Vâng. Thành ra có nhiều đoàn vô phát được chay á, mấy cụ không có ăn được. Vâng. Mấy cụ sẽ lấy cái này đã ăn nó thực tế hơn. Dạ. Đó. Vâng. Thì cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Vâng. Đó là một cái gì còn nói để giúp đỡ cho bệnh cho các cụ già chùa Long Quang. Vâng. Và ra Tướng Dương á, với nhóm người Hoa mình còn phối hợp á, làm cho bệnh viện Phạm Thạch nữa. Vâng. Cũng mong là được sự ủng hộ của tập thể của chị Danh Nga làm nhiều đầu cụ nói để có nhiều cái suất cơm rồi nhiều cái bệnh viện lão. Vâng. Đỡ cho bà con nghèo của Việt Nam, thật sự bây giờ ở đây rất là nhiều luôn. Vâng. Doanh nghiệp đồ là người cũng nhiều lắm, thành ra bệnh hoạn á thì cũng khổ lắm. Vâng. Luôn mình vô thấy cũng khổ lắm, thì thôi không biết nói gì hơn, là cuối cùng là cảm ơn hết tất cả các bác, các cô, các chú, các dì anh chị. Vâng. Cảm ơn cái chị anh chị Danh Nga đã làm một cái nhịp cầu nói ở bên đó. Vâng. Để giúp đỡ cho bà con mình. Thì cuối cùng là chúc sức khỏe hết quý vị. Vâng. Mong quý vị làm ăn được dồi dào hơn nữa. Vâng. Giúp đỡ cho bà con nghèo mình. Cảm ơn. Vâng. Rất là nhiều. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Thì số tiền này đây lát xíu rồi cô sẽ đổi ra để cô phát cái tiền 100 ngàn ấy thì cho để cúng dường tặng mấy cái tình nguyện viên. Còn lại thì cô phát ở đây với lại vâng, cô tặng gửi tặng các tình nguyện viên cũng như là tùy theo cái sự đóng góp của cái những cái Phật tử trong đó. Vâng. Có người ít, có người nhiều. Vâng. Đó. Thì cô ở chợ đó lâu năm rồi thì cô biết, thì cô cũng gửi cái số tiền cho nó phù hợp. Dạ. Dụ những ông bà cô chú mà người ta làm cả ngày thì nó khác với những người mà lâu lâu mới ghé một lần, đúng không? Mấy cái anh bốc xếp ở ngoài thì chỉ nhìn giá thôi, không có tắm. Vâng. Rửa. Vâng. Chỉ có vài người tắm rửa, trong đó là nó rất cực luôn. Mình sẽ dạ. Thì đó, những cái người mà tắm rửa rồi vệ sinh cho các cụ á, thì nấu mình cơm, sẽ ưu tiên, mình sẽ động viên họ. Dạ. Rồi những cái người nấu cơm ấy, còn những người bốc vác các thứ thì nói chung tùy theo, và mình cũng vẫn gửi tặng sự đóng góp của ta. Dạ dạ, thì mục đích là để động viên họ để chung tay để chăm sóc các cụ được tốt hơn những cái lúc cuối đời. Dạ rồi, cảm ơn cô con. Dạ dạ. Những cái phần quà đã được đóng gói bỏ lên trên xe thì bây giờ các cô chú tình nguyện viên sẽ đi cùng để mang lên trên phát. Ủa, lát lên trên thì cô ơi, cái này là sách hay là sao? Sách rổ hay là như nào? Có thùng có rổ gì mà mình có rổ đúng không? Ừ. Mình bưng bê sao để cho nó đủ rồi. Dạ dạ. Thưa quý cô chú anh chị, là mà nhóm sẽ tặng những cái cụ còn khỏe mà còn đi lại được, còn một số cụ lớn tuổi hoặc là những cái phần dư đó thì nhóm sẽ gửi tặng cho ban công quả của nhà chùa để gửi biếu các cụ sử dụng dần. Bây giờ mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi tới chùa. Đây bây giờ xe chở quà chạy tới. Thưa các bạn, bây giờ xe đã chạy tới địa chỉ là 301 xược 117H70 đường Bến Bình Đông, phường 14, quận 8. Đây là ngôi chùa Lâm Quang. Bây giờ các cô cùng các
anh chị tình nguyện viên trong nhóm sẽ vận chuyển những cái phần quà này xuống để ở gần trước lối ra vô các cái phòng ngủ của và phòng ở của các cụ, sau đó rồi tình nguyện viên sẽ đi từng giường để gửi biếu các cụ. Thì có rất nhiều các cô chú anh chị, cả của nhóm Pháp Hoa, cả của nhà chùa cũng tới để trợ giúp. Đây, các cô chú vẫn đang vận chuyển quà vào. Tới ở đây thì có khoảng 150 cụ, thì cũng có những lúc nhiều hơn, có lúc ít hơn. Nhiều hơn là lý do là các cụ khỏe mạnh thì các cụ còn ở, nhưng mà ít là vì nhiều cụ đó bây giờ lớn tuổi. Người ta nói cái câu là mẹ già như chuối chín cây, không biết ngày nào các cụ ra đi. Thì cũng chỉ cầu mong cho những lúc mà các cụ còn khỏe mạnh thì được nhiều đoàn thiện nguyện tới để chăm sóc, giúp đỡ các cụ, để các cụ bớt quạnh hiu lúc tuổi già. Mà ở đây thì nói về hoàn cảnh thì có nhiều cụ là đơn thân, không có gia đình, không có chồng con. Cũng có những cụ thì bây giờ con cái không có nuôi, không có đối xử tốt, và các cụ bơ vơ. Nhiều cụ thì lẫn, trước đây còn có cụ đó là do cụ già lẫn mất trí nhớ thì con trở đến chùa, sau đó rồi bỏ lại. Đây, chúng ta sẽ đi vô trong nhé. Đây, các cô sẽ sắp xếp kiểm đếm lại, rồi bỏ sữa vô trong từng hộp, từng hộp. Nói chung cũng cần cả chục tình nguyện viên để hỗ trợ. Đây, giống như là quà Tết nha các bạn. Cô chú đang sắp xếp bỏ sữa vô trong. Một số thì sẽ gửi tặng cho trực tiếp tới tay các cụ, còn một số thì sẽ gửi nhà chùa để các cụ dùng dần. Dạ dạ dạ. Bây giờ nè sẽ dạ con chào các cụ ạ. Dạ con chào các cụ. Dạ. Dạ thưa, hôm nay thì có cô chú Danh Nga ở New Zealand đại diện cho các cô chú ở New Zealand
có nhờ tụi con tới để trước tiên là hỏi thăm sức khỏe các cụ, sau đó thì sẽ biếu mỗi cụ một phần quà và một phần tiền. Một phần quà này thì gồm có nhu yếu phẩm, rồi các đồ ăn, khăn mặt, xà bông, dầu gió, bánh, chả bông, xúc xích theo yêu cầu của các cụ. Ngoài ra mỗi cụ còn sẽ nhận là 50.000 tiền mặt. Dạ, con mời các cụ nhận quà. Dạ. Dạ, các cô đi từng giường phát dùm con ạ. Dạ. Dạ, đi một bên trước thưa cô, cứ đi một bên. Dạ, chào các cụ. Chào những có cụ Minh đang quê. Dạ. 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 Các cô cứ chỉ giường nào có thì tụi con tặng ạ. Dạ. Chào bà. Dạ, thưa bà bao nhiêu tuổi ạ? Dạ. 81 tuổi. Dạ. Bà có lúc này có khỏe không? À, dạ. Rồi. Rồi chúc bà sức khỏe nhá. Dạ. Tiền này thì mình có xài được không thưa bà? Có, mình muốn mua là thì mua thuốc uống. À, mua thuốc uống. Dạ rồi, con cảm ơn bà. Dạ dạ. Đây các cô sẽ đi từng giường để gửi rồi, rồi lấy tiền, cô để tiền cho các cái phần quà luôn. Dạ. Dạ. Đây thì sẽ có hai tầng lầu. Con chào bà, bán thử trà bông đi. Bán thử ngon không thưa bà? Cái này để xài ăn với cơm nhá. Bữa nào mà có cơm trắng nhà chùa ấy mà mình thèm đồ mặn thì mình ăn trà bông nhá. Dạ, trong này có xúc xích nữa đây bà. Bà cất tiền đi thưa bà. Bà cất tiền. Rồi, bà có hay ra ngoài uống cà phê không? Có. Dạ. Năm nay bà được nhiêu tuổi rồi thưa bà? 83. Bà vào đây được mấy năm rồi bà? 4 năm rồi. Dạ. Thưa là trước nhà bà ở đâu ạ? Ở quận Phú Nhuận. Bà nhận được quà bà vui không? Rồi, chúc bà sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ dạ. Bà nhận tiền đi. Đây, tiền đây. Nè, bà cầm đấy. Dạ. Rồi, chúc bà khỏe nhá. Dạ. Đây thì ở dưới này là có 3 dãy. Các cụ nằm mỗi cụ một giường, một thế giới riêng. Cụ cất tiền không rớt cụ ơi. Cụ cất tiền không gió nó thổi rớt ạ. Dạ, rồi. Dạ, lâu lắm mới gặp ạ. Rồi. Mấy kỳ phát quà cơm đâu có cũng được. Vâng, con thì khi nào phát tiền phát quà nhiều con mới đi thôi ạ. Dạ. Còn phát cơm thôi con ít đi. Rồi chào các cụ nha, chúc các cụ sức khỏe. Dạ. Vâng. Cụ có thích con tới hoài không? À dạ rồi. Rồi con cảm ơn. Dạ. Dạ dạ, rồi. Cảm ơn các cụ nha. Dạ con cảm ơn. Dạ, chào các cụ. Đây bây giờ mình sẽ lên trên lầu nữa. Trên lầu thì cũng có ở khu này là các cụ còn khỏe, còn có thể đi lại được. Đúng ra có thời gian thì lát xíu tới hỏi thăm mấy cụ. Là có bà Bích. Dạ chào. Chào cô Bích ạ. Cô Bích Lập. Dạ thưa cô thì hôm nay là cô là trưởng phòng ở đây đúng không ạ? Dạ có cô chú Danh Nga cùng các anh chị ở New Zealand. Cô biếu cô 100.000. Dạ dạ. Biếu bà thêm một xíu vì đôi khi phải hò hét các cụ ở đây. Dạ. Dạ dạ dạ. Cái món quà này của các cô chú Danh Nga cùng các bạn ở New Zealand có nhờ tụi con tới để hỏi thăm là các cụ thích cái gì rồi tụi con mua. Rồi ngoài ra thì theo như cụ là các cụ ở đây thì một số cụ còn đi lại được hoặc là còn ăn còn cảm thấy ngon miệng ấy. Thì có gửi một chút tiền để các cụ thích gì các cụ tự xài ạ. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Dạ, rồi con cảm ơn bà nha. Dạ.
những cái đi nào có mặt ở đây thì cô đó cho tiền, còn những thì chỉ có quà thôi nha. Đây à, các đây còn đây, cứ mỗi một giường là một cụ, là một cái thế giới riêng. Ở đây thì có những cụ vẫn được nhận quà, vì là đôi khi bây giờ cụ đi vệ sinh này, đi tắm rửa này, ăn uống này, hoặc đi ra ngoài, và có những người thì đi khám chữa bệnh cũng có luôn. Thì đây là một cái thế giới riêng của một cụ này, các bạn nhìn này. Thì đằng trước là cái gối này, ở dưới là ba cái tủ đựng đồ. Rồi cụ này chắc mới đi ra ngoài ấy, cụ vẫn còn cái chén này này, rồi mấy cái củ khoai, củ sắn. À, chúc các cụ nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Ôi, dưỡng lão vừa lâm quan, cảm ơn các cô giá ở bên nước ngoài đã gửi quà, gửi tiền về. Dưỡng lão vừa lâm quan, cảm ơn rất nhiều. Chúc tất cả đều may mắn, mấy bà ơi, vỗ tay. Dạ, rồi, cảm ơn các bà nhá. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn bà Bích Lập, họa sĩ kiêm quản lý ở cái lầu này. Dạ, dạ. Dạ, chào bà. Lúc này bà khỏe không? Nhớ chú. À, nhớ con. Rồi lúc này tay sao mà lại mấy vệt kia? Chưa có hết. À, bị té à bà? Té đụng chúng hả? À, té đụng chúng. Còn chưa có hết. Dạ, dạ. Rồi bà cầm tiền, cất tiền đi, rồi muốn mua gì mua. Dạ, dạ. Dạ. Tiền này mua cái gì giờ bà? Dạ, cơ mua đồ. À, mua đồ. Mua đồ, mua thuốc rồi. Mua đồ, mua thuốc, dạ. Và hôm nay khỏe chưa? Hát con nghe bài được chưa? Khỏe, ớt thời. À, ủa cái răng của bà là nó bị rời ra rồi ạ? Nó lỏng. À, nó, răng nó lỏng. À, dạ. Răng tiền nhiều quá, không có tiền làm, nó lỏng. À, dạ, dạ. Lỏng nó chút luôn. Vâng, vâng. Rồi bà hôm nay ăn món gì đấy? Dạ, vâng. Rồi cái làm lâu á, dạ. Làm lâu cái bây giờ nó ốm á, ốm nó lỏng. À, ủa cái răng này tháo được không bà? Được chứ, giả mà. À, đã. sao con thấy nó rời hẳn ra? Thì làm lâu á. À, làm lâu bây giờ nó lỏng rồi xuống. Dạ. Răng giả mà. Dạ. Làm nguyên hàm á. Mẹ. Không phải răng thiệt. Mẹ. Hôm nay bà ăn gì? Đó, ăn đồ ăn nè, à. ăn bánh canh rồi. À, đây, bánh canh này. À, khách. Bánh canh. Khách cho. Cũng khách cho, rồi. Rồi, thôi con chúc bà sức khỏe nha. Dạ, con đi thăm mấy cụ khác. Dạ. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú cô nhiều. Dạ, dạ. Cô này là bạn. Vâng, cô đó là bạn. Chị em bạn. À, dạ, dạ. Lâu năm rồi. Vâng. Lâu năm rồi đó. Vâng. Cứ tới thăm riết thì các cụ thành quen. Đó biết thì phải chồng không? Dạ không ạ. Cô này là chồng cô là tài tử điện ảnh, giàu lắm. À, con chỉ là... Cũng như thân thích cái gì đó. Vâng, vâng. Anh thì anh tài trợ cho mình. Cô này là em. À, em... Đi theo đoàn. Dạ, cô này là em gái mưa. Chồng cô này giàu lắm. Thân thích được. Thân thích cái gì nó thiệt quý, chứ không có cái gì. Dạ, 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 vâng, rồi. Thân thích thì em. Dạ, rồi, chào bà. Dạ. Rồi, thôi mình xuống dưới. Dạ, rồi, con chào các cụ nhá. Dạ. Rồi, cảm ơn, tạm biệt ha. Dạ, dạ. Một chàng pháo tay nữa đi, cảm ơn rất nhiều. Dạ, rồi, cảm ơn các cụ. Dạ. Thì cô bác có thể ghé đây để thăm hỏi sức khỏe của mấy cụ, rồi trò chuyện với các cụ cho các cụ đỡ chống chải lúc tuổi già. Con xin phép, dạ, con đi xuống dưới. Dạ, chào, dạ, thưa cụ là nhiêu tuổi rồi? 87 rồi. 87, dạ, vâng.
Rồi thưa con hỏi là tiền này thì cụ sẽ xài việc gì? Cái này cũng muốn ăn gì mua ăn, chứ có số cầm số ăn gì cầm gì cứ mua ăn. À dạ. Cho, dạ. Còn cụ còn đi ra ngoài chơi được không? Được, được. Đi loanh quanh thôi đúng không ạ? Dạ. Dạ dạ. Rồi, rồi con chào các mấy cụ nhá. Dạ con đi ạ. Dạ dạ rồi xin chào ạ. 27 tuổi còn 13 năm nữa là trưởng thành. À dạ. Dạ dạ rồi. Dạ rồi con chào các cụ ạ. Dạ. Bà nhận được quà chưa thưa bà? Bà nhận được quà chưa thưa bà? Bà có quà chưa ạ? Dạ. À bà điếc dữ lắm mà. Dạ dạ. Vâng. Rồi thôi con chào bà nhá. Dạ dạ. Chúc bà cũng mạnh khỏe nhá. Lần sau con lại có dịp con lại tới thăm các bà. Dạ dạ. Dạ 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 rồi. Con chào bà. Dạ A Di Đà Phật. Dạ dạ con cảm ơn bà. Dạ 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 gửi cô. Dạ đây kêu chị gái này này. Dạ chào chị. Dạ thưa hôm nay tụi em ghé để tặng các cô chú làm công quả, biếu mỗi cô chú một chút, gọi là thực ra cái này nó không đáng là bao, mời các cô chú một chút ly cà phê để giúp đỡ những cái người khó khăn hơn. Để cô kêu mấy cái bạn dạ con bé nó kêu nó bự cũng nằm trong đây nè thấy à Khánh Ly dạ và có quả ăn bánh gì bánh cam không à dạ rồi bây giờ em cũng có một ít quà đấy để dạ. Gửi biếu các cụ dạ dạ rồi mời mình vâng, vô thăm các cụ dạ 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 rồi dạ cảm ơn cô cảm dạ, ơn anh dạ dạ. Khu này là khu chăm sóc đặc biệt nhé các bạn. Là các cụ ở đây thì không có tự đứng dậy đi lại được. Các cụ sẽ nằm một chỗ thôi. Cụ bà hôm nay rời về đây. Rời sát vô trong này. Đây, giờ này thì... các cụ cũng đang nằm nghỉ ngơi. Dạ cô Phát đi ạ. Rồi. Rồi nhiều cụ bà thì không có di chuyển đi lại được. Đó. Cụ coi chung là cứ nằm đâu thì nằm đó thôi. Muốn đứng dậy này nọ thì phải có người đỡ. Dạ chào bà. Và rồi khăn đẹp quá, khăn mặt rửa mặt dạ, khăn màu tím, tím thủy chung dạ. Dạ. Vui không ngoại? Vui ha. Dùng thêm không? Các cô nuôi dạ. Chào bà. Dạ. Thưa bà khỏe không ạ? Dạ. Vâng. Bà dùng cơm chưa? Dạ. Đây mỗi người mỗi hoàn cảnh, có những cụ thì giờ ngồi nhưng mà đầu nó ngoẹo cả sang một bên. Đấy, một số cụ thì nằm một chỗ tai biến nằm thì có các cô tình nguyện viên sẽ tắm rửa rồi giặt giũ dạ. Rồi giúp các cụ đi vệ sinh dạ. Đấy, khu này thì các cụ không có cái tủ để đồ bởi vì quần áo thì sẽ để ở một nơi khác vì các cụ không tự tắm rửa thay đồ được nên là các cô sẽ để trong một cái
dạng như là để trong có một cái tủ để đồ cá nhân ở khu vực khác. Dạ. À, có gửi tặng mỗi cô chú công quả một phần. Ngoài việc tặng quà cho các cụ thì cũng tặng luôn cho biếu luôn các cô chú anh chị làm công quả để các cô chú có thêm cái phần động lực giúp đỡ những cụ ở đây. Thưa chị, là đây là các cụ là hầu hết mình đều phải chăm sóc, lo ăn uống, tắm rửa phải không thưa chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Trong này còn cụ nào tự làm được không? Dạ không, các cụ không có tự làm được. Dạ. Tự các cụ mình lớn tuổi rồi, làm tay chân yếu làm không nổi. Vâng. Cũng nhờ mấy anh chị Mạnh Thường Quân đến đây, như dạ. Làm công quả đó. Dạ. Họ đến họ phụ họ với chùa. Mấy sư mình để chăm sóc cho mấy cụ ở đây. Vâng. Tắm rửa, đút ăn rồi lấy thuốc uống. Vâng. Dạ. Rồi đỡ lên, đỡ xuống. Mà sức chị nhiều khi chị bưng các cụ bê đi bê lại có dễ dàng không? Em thử thì em làm việc nhẹ. Dạ. Như là mấy anh nam ẩm các cụ mình ra phía sau thì em nữ em tắm. Thay tả, tắm rửa, thay tá, thay đồ là nữ làm. Chị lấy nước, rồi lau mình, lau mẩy vậy đó. Rồi đút ăn là mình. Rồi. Đút ăn thì tụi em là nữ đút. Vâng. Rồi những cái chuyện mà nặng nhọc là như là khuynh giá, ẩm bồng mấy ngoại là nhờ mấy anh nam. Dạ dạ. Rồi. Cũng nhờ các chị thì các cụ cũng bớt đi cái hiu quạnh lúc tuổi già. Dạ. Dạ. Dạ, cũng cảm ơn chị nhé. Dạ. Dạ. Cũng xin cảm ơn anh ha. Dạ. Anh là nhiều cầu nối. Dạ. Rồi để cho mấy anh chị Mạnh Thường Quân biết nhiều thêm về các cụ mình ở đây. Dạ. Để dạ. Đến chia sẻ. Vâng. Dạ, xin cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân, cô chú, anh chị. Dạ. Xin rồi. Cảm ơn. Em cảm ơn chị. Dạ, dạ, dạ. Rồi, dạ, cảm ơn chị nhiều. Đây cụ bà, các bạn nhìn này, cụ bà cũng không biết là năm nay không biết là nhiêu tuổi nữa, nhưng mà các bạn nhìn này, cái tay của mình và cái chân của cụ đây nhé. Đây cái tay của mình thì như là còn bự hơn cả cái đùi của cụ nữa. Bây giờ cụ lớn tuổi, cụ có cụ này có tới 100 không chị? Hay mấy chục? Cụ này 97. Cụ 97 tuổi. À, đúng rồi. Có cụ 106 cụ Quy Tiên rồi. Có cụ 106 thì cụ Quy Tiên rồi. Cụ chiến binh lớn nhất. Dạ. Cụ 97. Có 4 cụ 96. 4 cụ 96. Cụ 97. Dạ. Dạ. Là cụ này đàn chị. Và cụ này 97. Cụ còn ăn uống có tốt không chị? Ăn hỏi như cụ. Dạ thưa cụ còn ăn được tốt không? Ăn ngon không? Không. Thưa cụ bao nhiêu tuổi rồi? 97. 97. Ồ trời nhớ quá. Rồi cụ có con không? Không. Ngày xưa sinh gái sao không cưới chồng? Sao ngoại không cưới chồng? Ngày xưa bà ngoại sinh gái sao bà ngoại không cưới chồng? Không biết luôn ạ. Rồi bây giờ tay tóc bạc rồi da mồi, thịt các thứ nó teo lại hết đúng không chị nhỉ? Đây này, các bạn nhìn này. Gần chết rồi. Chưa, 3 năm nữa. Gần chết rồi. Năm nay mới 97 tuổi. Bà ngoại này tên là gì chị? Hỏi bà tên gì bà? Dạ thưa bà tên gì ạ? Phạm Thị Năm. Phạm Thị Năm. Năm là bằng 4 cộng 1 đúng không ạ? Bà quê đâu bà? Bến Tre. Xưa bà ở đâu? Xưa bà lên thành phố bà ở đâu? Ở chùa Lâm Quan luôn hả? Bà đi bán cái gì? 8 năm rồi. Ở đây 8 năm rồi. Vậy là cụ vào từ năm 91 tuổi. Ở những cụ này thì xương cũng giòn rồi các bạn ơi. Đặt bế ẵm các cụ thì cũng rất là khó. Một ngày như cụ ăn mấy cữ chị? Cụ ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Cụ muốn ăn thêm gì giặt giặt chút chút nữa thì mua cho cụ ăn. Vâng. Thì có tiền lì xì đó của mấy anh chị Mạnh Thường Quân lì xì đó là mua cho cụ.
Vâng. Dạ, vâng. Cho con cái vòng này nhé. Cho con cái vòng này được không? Không á, trời ơi. Thôi bây giờ đeo làm chi, con đeo mới đẹp. Cho con đi, cho con cái vòng này nào. Đây này, tháo cho con cái vòng này đi. Cái vòng này. Dạ. 10 triệu. À 10 triệu á, trời ơi. Cái vòng này 10 triệu nè. Đây cụ có cái vòng này, cụ nói cái vòng này là 10 triệu nhé. 10 triệu. Thôi bây giờ bán rẻ con 9 triệu được không? 9 triệu bán rẻ con. Bà để đeo cho đẹp à? Em cho nó chết. Ủa xong cho con làm của hồi môn cho con. Dám mà. Không dám đâu. 8 năm rồi. 8 năm rồi. Cho con cái vòng này đi. Trời ơi, cho con đi. Sao cụ lấy tay cụ che lại rồi nè. Trời ơi, cất giấu kỹ quá à. Cho con xin. Cho con cái vòng. Cho con cái vòng. Đẹp quá à. Con đeo mới đẹp. Tặng cho con nào. Tặng cho con gửi 9 triệu được không ạ? Đúng không? Dạ. Dạ. Rồi, bà kỷ niệm bà đây. Nè bà uống miếng sữa đi bà. Dạ. Đây thì cô bác nếu mà mình có điều kiện tới thì chơi hỏi thăm sức khỏe các cụ. Nhiều khi giỡn giỡn với các cụ để các cụ đỡ buồn. Mà nhiều cụ trời vẫn còn lanh lắm nhá. Tài sản các cụ giữ rất là kỹ. Còn cái chiếc vòng ngọc này trị giá là 10 triệu lận này. Đó, hỏi xin cụ không cho, hỏi mua cụ không bán luôn nhá. Cụ bảo không dám đâu. Rồi, thế em cảm ơn mấy chị. Dạ, con chào mấy cụ, rồi chúc các cụ ngủ ngon. Dạ, giờ này cũng tầm trưa rồi. Dạ rồi, con chào mấy cụ ạ. Dạ. Rồi em chào chị nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi tới đây thì cũng xin kết thúc video. Dạ, cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Rồi, cảm ơn các quý cô bác anh chị đã luôn đồng hành ủng hộ và hỗ trợ chương trình. Rồi, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Quên chưa hỏi bác tên gì nhỉ? Bác tên gì nhỉ? Em tên Cường anh. Cường đúng không? Dạ. Ok. Anh Cường, 39 tuổi ở Vũng Tàu.